Dạ vâng, Lợi Thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2022. Ở tại xưởng đồng hồ Lợi Thất Tuấn Long bên em đang làm xong một cây đồng hồ tứ trụ vát còn hạt để bàn giao đến cho gia đình nhà chị Giang ở khu vực tỉnh Phú Thọ mọi người nhé. Các bác nào là đã mua được hàng của xưởng bên em biết được những cái mẫu đồng hồ tứ trụ vát còn hạt này thì bên em đang làm bằng chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100% của Nam Phi. Và em xin quay lại một vài phút video để gửi đến cho gia đình nhà chị Giang cũng như là các cô chú bác nào đang quan tâm các mẫu đồng hồ của xưởng bên em hoặc là các mẫu tủ rượu được biết đến những mẫu này của bên em rồi nhé. Xin cảm ơn gia đình nhà chị Giang đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên em. Và đây chính là cái cây mà em đã chọn cho gia đình nhà mình, một cái cây hàng rất đẹp và vân rất đều mò rồi nhé, vân rất lõi luôn. Cây này thì bên em làm có tổng chiều cao là 2m3 tính từ trên đỉnh xuống phía dưới chân bệ, cao 2m3, rộng là 95 và sâu là sâu 41 phân. Hàng bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi, hàng tuyển vân chọn gỗ rất chi là kỹ càng và tỉ mỉ các bác nhá. Rất kỹ càng và tỉ mỉ. Các bác có nhìn thấy đường nét họa tiết hoa văn của phần mặt của cây này rất đẹp mọi nhá. Rất đẹp. Đây gọi là vân lượn này, vân lượn sóng này các bác nhìn thấy đây. Vân lượn sóng này. Đây là phía mặt này, mặt bên là mặt liền nguyên một tấm rồi nhá. Vân tự nhiên, đây là vân xoáy này, các bác nhìn thấy này đấy. Vân rất đẹp. Cây này thì bên em làm cột là cột dày 6 phân. Cột dày 6 phân và có chặt hạt. Sơn sẽ là sơn O7. Đây là lớp sơn tốt nhất trên thị trường và giúp cho dòng sản phẩm đồng hồ nó được sáng hơn, bóng hơn và mịn hơn, chống chảy xước mọi người nhá. Chống chảy xước đấy. Bên em hồi sẽ là hồi dày 1/6. Hồi dày 1/6 mọi người nhá. Đây, thông số kỹ thuật em sẽ đọc cho các bác xem. Hồi giật 1/6, cột sẽ là cột dày 6 phân và có chặt hạt, có điểm tô các cái họa tiết hoa văn cổ điển hồi xưa, có chặt hạt này, hàng hoàn thiện rất mịn mọi người nhá. Rất mịn màng. Ở phía trên là có trương mà trương mặt quỷ. Trương mặt quỷ, vòm là vòm hình bán nguyệt. Đấy, vòm trên và vòm dưới đều hình bán nguyệt mọi người nhá. Đều hình bán nguyệt. Phía trong thì bên em có lọng thủng ở phía dưới cái mặt đồng hồ như thế này. Cái mặt này là mặt tròn và lọng thủng ở dưới để lắp phụ kiện là phụ kiện đồng. Bên ngoài là lắp kính, bên trong là lắp đồng. Cái tay khá chắc các bác nhá. Các bác phải một tay cầm cột. Khi bác mở ra một tay cầm cột, một tay giật ở đây ra thì nó ra. Đây em một tay cầm máy quay nên là rất chắc. Đấy, rất chắc rồi nhá. Các bác có hai tay thì nó sẽ có lực tốt hơn. Ở phía bên trong thì bên em lắp máy là máy Sunny của Hàn Quốc rồi nhá. Bảo hành máy 1 đổi 1 trong 3 năm. Phía bên đây sẽ là phụ kiện bằng đồng nguyên chất mọi nhá. Đồng nguyên chất, mặt này rất chất lượng mọi nhá. Rất chất lượng. Phía bên trong các bác nhìn thấy đây. Hậu hồi bên trong em đem hoàn thiện rất kỹ càng. Rất mịn rồi nhá. Đấy, không có để thô để mộc cho các bác. Bởi trong này nhiều khi các bác không chờ, không nhìn vào đâu, nhưng mà bên em vẫn hoàn thiện kỹ cho mọi người. Đấy, vẫn sơn đầy đủ, sơn đầy đủ. Phía bên dưới này các bác nhìn thấy hàng bóng và mịn rất chi là đẹp. Rất đẹp rồi nhá. Hàng rất đẹp và cầu kỳ. Phía đằng sau lưng, hồi hậu bên em làm liền nguyên một tấm. Rất đẹp các bác nhìn thấy. Hàng rất đẹp và tỉ mỉ. Rất đẹp và tỉ mỉ rồi nhá. Đây, hậu bên em nhìn, các bác nhìn hậu. Đường nét họa tiết hoa văn hậu vô cùng là tuyệt vời. Đấy, các bác nhìn thấy đây. Vân rất đẹp mọi người nhá. Vân rất đẹp và là một tấm không có chóp ghép gì cả. Những cái cây này các bác nhìn thấy là phần dưới em sẽ có trang trí thêm cho các bác một cánh cửa mở ra mở vào. Và phía dưới là lắp phụ kiện bằng đồng. Lắp phụ kiện bằng đồng, 3 quả tạ và một thanh nắc bằng đồng rồi nhá. Hàng sẽ lắc rất đẹp. Họa tiết hình bông lúa. Bông lúa kết hợp với các bồng tiền xu ở phần cánh phía dưới này, giúp tăng cho tài lộc cho gia chủ rất chi là nhiều mọi người nhá. Các bác nhìn thấy cái cột dưới này là cột dày 6 phân và cột này thì có xoay được mọi người nhá. Cột xoay được. Các bác nhìn thấy xoay đâu. Đấy. Các bác cứ thấy cái góc nào đẹp nhất thì các bác xoay ra ngoài chú em. Góc nào đẹp nhất các bác xoay ra ngoài. Con nào thế? Cột 4 cột dưới các bác thấy cột góc phía cạnh nào các bác xoay được là các bác xoay ra cho em. Hàng nó sẽ đẹp rất nhiều cho mọi người. Đây. Cột nào cũng được, trước sau, nhưng mà chỉ cả 4 cột dưới thôi mọi người nhá. 4 cột trên thì các bác để nguyên giúp em bởi vì nó là 4 cột liền. Đây sẽ là một trong những cây mà được nhiều các bác yêu thích nhất trong năm 2023 này. Với phần bệ của bên em thì là bệ đục rất sâu với họa tiết hoa lá tây. Mỗi một tầng chỉ, bên em có 3 tầng chỉ ở trên và 3 tầng chỉ ở dưới. 3 tầng chỉ này dày 2 phân một tầng chỉ và tầng dưới này cũng tương tự như vậy, 2 phân, nhưng còn này là 3 phân, còn này 2 phân. Đục rất đẹp mọi người nhá. Đục rất đẹp và họa tiết hoa văn đấy, đây là gỗ hương đá 100% và đường nét họa tiết hoa văn các bác nhìn thấy này. Hàng bên em rất bụi các bác nhá, hàng rất bụi. Vì sao là bụi như vậy thì đây, các bác biết lý do bụi thì ngay bên phía bên kia là bên em là xưởng
xưởng hoàn thiện rồi nhá, xưởng hoàn thiện bên này. Do đó là đánh dây giáp trà lưu liên tục. Đấy các bác nghe thấy máy á, đánh dây giáp trà lưu liên tục, do đó là bụi nó bay sang đây rất nhiều. Em đã chắn trước cái thứ này, chắn trước cái thứ rất chi là tỉ mỉ nhưng mà vẫn có bụi qua, thế đấy là không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên thì em vẫn sẽ hoàn thiện xong và sẽ phụt viết là lau chùi cho bác đầy đủ trước khi mà chuyển đến nhà. Bóng mịn, đảm bảo hàng chất lượng cao cho các bác. Ok, thì những cái cây này mà các bác nào yêu thích có thể liên hệ trực tiếp với xưởng em tại làng nghề Tôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đặt hàng. Cái này em đang bán giá là 13,5 triệu đồng. 13,5 triệu đồng nắp phụ kiện bằng đồng và miễn phí vận chuyển cho các bác là 50 km đầu tiên của nhé. Các bác nào nhanh tay đặt hàng xin liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình là 0961033970 tại làng nghề Thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ạ. Xin cảm ơn gia đình nhà chị Giang đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng em. Chúc gia đình nhà mình năm mới có nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý khách hàng trong những video clip tiếp theo.